Chào mọi người ha, chào mọi người quay lại cái kênh của em. Có hơn hai con máy chất lượng quá, máy hưu đời cao, đẹp mọi người, chưa vệ sinh gì hết á, vệ sinh ra thì nó bóng lóng bóng như mới luôn. Một con hưu 340 thông số nó đây mọi người, 40,8 cc, nặng 4,7 kg, 340 ha, máy quá đẹp, quá đẹp, quá chất lượng ha. Nó có 5 xích ha, đầy đủ 5 xích. Con này là con hưu 357 XB, nó 56,5 cc, nặng 5,5 kg. Mọi người chưa vệ sinh hết ha, máy đã nổ rồi. Con này nó có xả áp này nha, con này nó có xả áp, nhắm vào con này còn có xả áp hết nha, con kia cũng có xả áp, nhắm vào giật rất là dễ. Tiếng máy nó khiếp, mạnh kinh khủng. Tiếng máy của nó rất là khiếp ha, rất là mạnh. Con này thì cỡ cược cây thì mua đối, cược cây bự bự sướng lắm. Đây, máy nổ hả, máy nổ bánh cạnh. Con này nó cao tiền lắm nha mọi người, con này 5 triệu một con, 357 này, con này 5 triệu một con nha. Mua mới nó thì cao tiền lắm, cứ gõ lên. Mọi người, cái tem Sweden nó nằm ở trong này nè, tem Sweden nó nằm. Mọi người phải phân biệt rõ ha, Huvana lắp ráp ở Trung Quốc nó khác, còn Huvana này là lắp ráp ở Thụy Điển, nhập nó nhập về, nhập ở từ Thụy Điển về dùng. Năm triệu một con này, có đủ 5 xích. Lam nó là lam trượt, lam Latin ha. Cái lam của nó là cái lam của máy cun lắp. Cái lam nó dài ghê lắm, 60. Lam nó lam 60 ha, 60 xin. Máy nhỏ, chỉ có vệ sinh nữa ha. Con này nó có nút xả áp này nha mọi người, máy rất đẹp, vệ sinh ra rất đẹp. Đội xanh xem nó nổ hay không nha mọi người. Mọi người đừng có nghĩ là máy cũ máy đầu ai sử dụng là nó rẻ tiền đâu, tùy loại thôi, những đời cao như thế này thì không có rẻ được. Này cái e gió của nó kéo e ra.
chắc phải dọn. Con này thì phải dọn rồi. Con này thì con này dọn rồi, con này chưa dọn. Dọn chứ vệ sinh thì chưa vệ sinh nha. Con này chưa dọn. Thì tạo về review cho mọi người xem luôn. Cái con này thì con này ấy, thì giá giọt của nó là 3.9 triệu nha mọi người, 3.9 triệu ha, 3.9 triệu nha. Máy này nó cao tiền đó. $3.9 triệu bao ship nha mọi người, bao ship ha, bao ship. Không có giảm 5% nha, bao ship. 3.9 triệu bao ship. Hôm qua nào thì điểm. Ukraine Sweden, tem nó nằm trong này. Chào mọi người nha.